Gì hai xin chào mọi người. Ôi mẹ ơi, nô 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 mày chết đi con. Ơi vô tôi quay quay giới thiệu luôn cho tôi quay tôi vô tôi chơi luôn. Trời ơi vô chơi rồi. Nhưng mà không có vấn đề gì không nhờ, vì con này nhìn vô ai cũng biết rồi, có khả năng hồi phục mùi xạo này. Thì con này cứ mỗi 15-30 giây gì đó điểm nhớ nữa thì nó sẽ hồi, nó sẽ quăng ra một bịch máu. Mì xạo này con bay luôn thôi. Ủa mày đi con mẹ mày, xem chết nha con. Xào lên chạy bay với cha nhảy dữ gì chuyện luôn. Này được cái nhay đi, nhay nhiều với nó là không được đâu, nhớ nó một hầu cái đại cây luôn. Ở đây không nhanh như được, ở đây chúng nó tấn công liên tục à, nó không nhanh như được chứ. 33 là chúng nó nhanh ghê lắm ấy. À mày dở nó để ý nào. CTR. Oh. Mày xạo lên. Chắc chắn con không cho nó máu rồi. Chết mày, cú quăng cục tuyết dưới nước xuống xong nó mất luôn. Trời ơi. Ismail Gagay. Đứng lại chó. Đi mà. À, đôi khi là nó lậm được khiến cho mình không sao. Có máu đây. Mày mày đóng chai. Chú má hai hàng 16 điểm. Ăn vô phát lên 32. Trời ơi. Vô luôn. Mày đứng lại chó.
Discord mẹ ơi. Tông điếu đưa kìa. Ai cho mày? Ai cho mày ăn máu chó? Bì rớt đi con. À đù. Tông đó ý. Bì xào liền. Một đứa dính. Hai đứa dính. Chị toàn tập luôn. Bùm. Trời ơi ghê vãi nồi. Bì chết đi con. Bì xạo lên. Solo không nhóc. Wow. Xem chết. Vô đây mày em. Nhảy với tôi đi. Mấy anh nhảy với tôi đi. Nhảy với tôi đi. Có đầy cây rồi nè. Thằng nào đang điên là đuổi tôi thế này. Đi xạo lên. Cục vô mặt nữa. Ơi. Đó đó rồi. Oh no. Nguy hiểm quá. Chết tôi. Ôi, tôi chưa chết. Rớt luôn. Chết luôn. Trời ơi, chết rồi. Này. Nói chung là con này cũng kinh lắm á. Nói chung con này là legendary mà. Legendary chả kinh thì phải nói như thế nào. Tác dụng này có 30 giây. À 30 giây rồi. Con này mà giảm thời gian phát là thấy mì ra luôn. Chúng nó nhảy vô tới tết. Nhảy tới tết luôn. Tôi đầy cây liên tục luôn. Nói thật con này cũng có một điểm yếu đó là nếu mà solo ấy canh đúng lúc chứ không là không canh đúng lúc là thấy mì ra luôn á. Ok thì video này đến đây kết thúc rồi. Mình chỉ review cái xe này thôi. Bye bye mọi người.